Cô thân chào các em học sinh khối 8. Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ là tiết ôn tập kiểm tra định kỳ. Về hình thức kiểm tra định kỳ, chúng ta sẽ làm trắc nghiệm nhé các em. Và cô trò chúng ta sẽ bước vào ôn nội dung thứ nhất, đó là ôn các kiến thức của hai bài hát Mùa thu ngày khai trường và bài Lý dĩ bánh bò. Cô mời các em cùng lấy tập sách ra, chúng ta soạn một số câu hỏi có liên quan đến nội dung của bài Mùa thu ngày khai trường. Câu thứ nhất, bài hát Mùa khai trường do nhạc sĩ nào sáng tác? 2. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường sinh năm bao nhiêu? Bài hát được viết ở nhịp mấy? Được chia làm mấy đoạn? Nội dung của bài hát là gì? Và chúng ta nhớ sau khi ôn xong chúng ta phải thuộc lời ca của bài hát. Cô cho cả lớp chúng ta 10 phút để chúng ta cùng nhau soạn. Các em ơi, đã hết giờ rồi nào? Bây giờ chúng ta cùng dò đáp án lại với cô nhé. Bài hát Mùa thu ngày khai trường do nhạc sĩ Vũ Trọng Tường sáng tác. Nhạc sĩ sinh năm 1946. Bài hát Mùa thu ngày khai trường được viết ở nhịp 2-4. Bài hát được chia làm hai đoạn. Nội dung của bài hát nói về tuổi học trò hồn nhiên vô tư và đầy những ước mơ tươi đẹp. Các em nhớ sửa vào trong bài của các em và học thuộc nội dung những câu hỏi và đáp án bài Mùa thu ngày khai trường nhé. Cô chờ chúng ta cùng qua ôn tiếp bài hát thứ hai, đó là bài Lý dĩ bánh bò. Các em cùng với cô tiếp tục ôn những câu hỏi có liên quan đến nội dung bài hát Lý dĩ bánh bò nhé. Câu thứ nhất, bài hát Lý dĩ bánh bò là dân ca vùng nào? Dân ca là gì? Kiến thức này các em cũng đã được học ở lớp 6. Bài hát được viết ở nhịp mấy? Bài hát được chia làm mấy câu? Cô mời các em cùng soạn những câu hỏi trên. Chắc các em cũng đã có đáp án rồi đúng không nào? Cô chờ chúng ta cùng dò đáp án với nhau xem các em nhớ được kiến thức bài tới đâu nhé. Đây là một bài hát của miền dân ca Nam Bộ. Định nghĩa về dân ca thì các em nhớ cô cũng đã dạy ở lớp 6. Và ở những tiết trước cô cũng đã có ôn lại cho các em rồi. Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác ra, không rõ tác giả, rồi truyền miệng từ đời này qua đời khác và được phổ biến ở từng vùng, từng dân tộc. Bài hát Lý dĩ bánh bò được viết ở nhịp 2-4. Bài được chia làm 4 câu. Chúng ta tiếp tục ôn qua phần thứ hai, đó là ôn tập đọc nhạc số 1 và số 2. Ở bài tập đọc nhạc số 1 này, các em nhớ giùm cô hai câu hỏi này nhé. Câu thứ nhất, bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp mấy? Câu số 2, bài được trích trong bài hát nào của nhạc sĩ Phạm Tuyên? Cô mời các em cùng nhớ lại kiến thức. Các em cùng trả lời câu hỏi đáp án với cô nhé. Bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 2-4. Bài được trích trong bài hát Chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các em cần nhớ những kiến thức này nhé, để tuần sau chúng ta làm bài được tốt. Ở bài tập đọc nhạc số 2, chúng ta sẽ ôn một số câu hỏi như sau. Câu 1, bài hát tập đọc nhạc số 2 được viết ở nhịp mấy? Câu 2, bài tập đọc nhạc số 2 Trở về Sudento là bài hát thuộc nước nào? Câu 3, bài tập đọc nhạc được chia làm mấy câu? Các em cùng ôn lại kiến thức nhé.
Các em cùng xem đáp án của các em có giống cô không nhé. Bài tập đọc nhạc số 2 được viết ở nhịp 3, 4. Câu 2. Bài tập đọc nhạc số 2 trở về Suvento là bài hát thuộc nước Italia, hay còn gọi là nước Ý. Câu 3. Bài tập đọc nhạc chia làm 4 câu. Cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu qua một phần mới, đó là nhạc lý, gam thứ và giọng thứ. Ở phần này các em cùng nhớ cho cô định nghĩa gam thứ là gì. Gam thứ là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung. Và ý thứ hai các em cần nắm được và nhớ cho cô đó là âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ, có nghĩa là bậc 1. Cô trò chúng ta cùng bước sang ôn phần thưởng thức âm nhạc. Ở phần này chúng ta sẽ nắm về thông tin của hai nhạc sĩ cuộc đời và sự nghiệp, đó là nhạc sĩ Trần Hoàng và nhạc sĩ Hoàng Vân. Các em cũng sẽ ôn lại một số câu hỏi về nhạc sĩ Trần Hoàng. Câu thứ nhất, nhạc sĩ Trần Hoàng sinh mất năm nào? Câu thứ hai, bài hát Một mùa xuân nho nhỏ được sáng tác vào năm mấy? Câu thứ ba, bài hát Một mùa xuân nho nhỏ được phổ thơ của nhà thơ nào? Câu thứ tư, ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng gì? Cô mời các em cùng tìm hiểu và ôn lại. Các em cùng kiểm tra lại đáp án với cô nhé. Nhạc sĩ Trần Hoàng sinh năm 1928, mất năm 2003. Bài hát Một mùa xuân nho nhỏ được sáng tác năm 1980. Bài hát được nhà thơ Thanh Hải phổ thơ. Và ông đã được một giải thưởng, đó là nhà nước trao tặng giải thưởng về văn học, nghệ thuật. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục ôn qua kiến thức của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một số câu hỏi về nhạc sĩ Hoàng Vân như: nhạc sĩ Hoàng Vân sinh mất năm nào? Nhạc sĩ Hoàng Vân quê ở đâu? Bài hát Hò kéo pháo được sáng tác năm bao nhiêu? Và nhạc sĩ Hoàng Vân cũng đã được nhà nước trao tặng giải thưởng gì? Cô trò chúng ta cùng nhau đưa ra đáp án nhé. Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm 1930 và mất năm 2018. Ông quê ở Hà Nội. Bài hát Hò kéo pháo được sáng tác năm 1954. Và ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng về văn học nghệ thuật. Phần ôn tập của cô trò chúng ta đến đây là kết thúc. Ở nhà các em cố gắng ôn lại hết tất cả các phần lý thuyết từ tiết 1 đến tiết 6, là những câu hỏi cô đã ôn ở phần trên. Tuần sau là tuần 8, các em sẽ làm kiểm tra định kỳ theo hình thức trắc nghiệm trên Google Form. Cô chào các em và hẹn gặp lại ở tiết sau.